Hi, xin chào anh em, và trước mặt anh em đây là con Mobistar Jumbo S2, một sản phẩm vừa được ra cách đây vài tháng của Mobistar. Và như thiết kế của con điện thoại này thì không có gì là quá nổi bật khi mà nó quá giống những dòng điện thoại khác như là Huawei hay là Xiaomi. Ở bên cạnh dưới là hai loa, bên cạnh phải là nút nguồn và khe cắm SIM, ở bên cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng, và ở mặt sau là chiếc camera có độ phân giải là 13 megapixel. Và điều mình thích ở chiếc máy này đó chính là con dấu vân tay của nó tích hợp ngay ở ngón trỏ của mình, rất thuận tiện cho việc mở khóa một chạm. Với việc là một chiếc máy ở phân khúc giá dưới 4 triệu đồng mà có một màn hình Full HD thì điều đấy là khá khó. Nhưng mà thật tuyệt vời khi Mobistar đã làm được điều đó. Chiếc máy được trang bị màn hình 5,5 inch, tấm nền IPS cùng độ phân giải Full HD cho trải nghiệm xem phim, lướt web thoải mái cho người dùng. Nhưng điểm mình thích ở Jumbo S2 chính là giao diện. Ân rời thì cuối cùng Mobistar cũng đã chịu thay đổi. Trong điều kiện ánh đèn nhân tạo hay trong nhà thì máy vẫn cho độ chi tiết ảnh đáng nể trong tầm giá. Jumbo S2 vẫn có chế độ Pro tùy chỉnh, tuy nhiên thì việc can thiệp thông số chỉ dừng lại ở mức cân bằng trắng ISO EV. Trong khi đó, camera trước 13 MP kèm flash LED khiến mình ấn tượng hơn cả. Đối với mục tiêu hướng đến của Mobistar, Jumbo S2 chú trọng khá nhiều vào chất lượng ảnh selfie về độ chi tiết, tương phản chứ không phải kiểu làm đẹp. Với mình, camera selfie của chiếc máy này còn hơn rất nhiều sản phẩm tầm trung khác. Jumbo S2 chỉ trang bị con chip MT6737T cùng 3GB RAM và 16GB bộ nhớ trong. Trải nghiệm tác vụ cơ bản thì máy chạy mượt, ổn định gia hạn sử dụng bản ROM thuần như Google nhất. Việc lag giật phát sinh đối với tác dụng xử lý quá nhiều, liên tục hoặc game nặng. Một điểm cộng cực kỳ lớn cho Jumbo S2 chính là chiếc smartphone hiếm hoi dưới 4 triệu chính hãng được khởi chạy trên nền Android 7.0. Với phiên bản mới nhất này, trải nghiệm người dùng được tối ưu như hiển thị, đa nhiệm. Với cấu hình không thể nào khiêm tốn, việc trang bị cùng viên pin 3000mAh hứa hẹn mang lại trải nghiệm thoải mái trong một ngày. Tuy nhiên, điều đó không được như vậy. Trung bình, nếu việc sử dụng bằng Wi-Fi cùng các tác vụ thường ngày, Jumbo S2 chỉ đáp ứng được khoảng 5 giờ on-screen. Con số khá ổn, nhưng mình mong chiếc máy sẽ làm được hơn thế. Tóm lại, với chiếc smartphone dưới 4 triệu chính hãng, thì người dùng được gì từ chiếc Mobistar Jumbo S2? Bạn có thiết kế nguyên khối cầm nắm tốt này, màn hình Full HD quá ổn này, cảm biến vân tay một chạm cùng Android 7.0 mới nhất, camera trước và sau đều quá ổn trong mức giá. Như vậy, bạn còn đòi hỏi gì ở thiết bị này? Hãy cùng bình luận ý kiến của bạn ngay bên dưới nhé! Nếu quan tâm tới con máy Mobistar Jumbo S2 này, các bạn đừng quên truy cập vào website của bachlongmobile.com để tham khảo giá nhé. Và nếu như bạn yêu thích video này, đừng quên ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Bạch Long nhé. Mình là Đông Viên đến từ Bạch Long Media.